chào thầy thật lớn đó hoa quý vị. Tạo nên những phép màu có thật sự có đời này. Hoàng kính theo tới toàn thể quý vị thân mến. Quả đúng thật là dòng sông nào cũng chảy về biển cả, mà cuộc tình nào cũng dẫn đến hôn nhân. Dù cho núi cách sông ăn, không gì ngăn được duyên anh với nàng. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể nàng quý vị ơi. Xin được trân trọng giới thiệu có song thân phụ mẫu của chú rể Đức Chuẩn, đó chính là bố Nguyễn Đức Chiến và mẹ Phạm Thiên Huế ạ. Xin mời hai bác hãy cùng lên sân khấu để đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Dạ vâng, về phía gia đình họ là gái, xin mời bác Lò Văn Khoản và mẹ Lò Thị Thiên ạ. Hãy lời cảm ơn đến toàn thể quý vị ạ. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đứng trên sân khấu lúc này đây xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị. Có sự hiện diện của bên nhà trai có bố Nguyễn Đức Chiến và mẹ Phạm Thị Huế. Xin mời hai bác hãy tiến lên phía trước một bước để quý chào toàn thể hôm nay ạ. Xin mời hai bác ạ. Và một trọng tay thật lớn nữa để chào mừng cho hai bác được không ạ, quý vị ơi? Vâng, hai bác đến từ thành phố thủ đô Hà Nội đây ạ, quý vị ơi. Vâng, xin mời hai bác trở về ra trung tâm sân khấu chính của mình. Và xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị về phía thư gia nhà gái có sự diện của bố Lò Văn Khoản và mẹ Lò Thị Thiên. Vâng, xin mời hai bác hãy tiến lên phía trước hai bước để quý chào toàn thể hôm nay ạ. Xin mời hai bác ạ. Vâng, xin mời hai bác quý chào toàn thể hôm nay ạ. Xin mời ạ. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai bác nào quý vị ơi. Vâng, xin mời hai bác trở về giữa trung tâm sân khấu chính của mình ạ. Và xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị chủ nhân của cánh thường của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị có lương kim chú rể Đức Chuyển và cô dâu xinh đẹp Lò Thoa. Xin mời hai bạn hãy tiến lên phía trước hai bước để quý chào toàn thể hồi hôn đi ạ. Xin mời hai bạn ạ. Xin một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Vâng, xin mời cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời hai bạn trở về ra trung tâm sân khấu chính của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hấn hở đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ sum bày, anh đi làm rể, em về làm dâu. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, đưa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông tơ và nguyệt xe dây, nguyện thề hạnh phúc ta cùng có nhau. Cho dù bốn bề nương dâu, kết duyên long trọng phượng thắm sau ân tình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tới viện cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng quản gần xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu vừa được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Hôm nay ngày thật đẹp, tháng thật tốt, ngày 13 tháng 3 năm 2024, tức ngày 4 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại bản Thí Na, xã Mường Thìn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
và được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép và có sự điện đông đủ của toàn thể các vị khách quý. Ngay sau đây cho phép MC Tuấn Linh và Thu Thủy xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Đức Chuẩn sánh duyên cùng cô dâu Lò Thoa. Lò Thoa Đức Chuẩn chính thức được bắt đầu. Bạn bạn trẻ khóa tay thật lớn nào quý vị ơi. Xin mời đại gia đình của mình hãy nở một nụ cười thật tươi lên đi ạ. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến lên phía trước hai bước đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy đeo nhẫn cho người vợ xinh đẹp của mình đi ạ. Dạ vâng, kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, nhẫn có biểu tượng là hình tròn. Đây là tượng trưng cho tình yêu không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Sẽ là kỷ vật được lưu giữ đến muôn đời chờ sau này. Và món quà đầu tiên là món quà của bố mẹ cô dâu ạ. Và xin mời bố mẹ cô dâu hay là món quà của mình ra để trao cho người con của mình trong buổi trưa hôm nay. Để cùng nhau rót ra những ly rượu hồng, xin mời ạ. Vâng, xin mời chú rể lắc thật mạnh đi ạ. Lắc thật mạnh. Vâng, xin được chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, rượu là biểu hiện cho sự đồng chí. Vâng, xin mời chú rể hãy tay trong tay cùng với người vợ của mình rót ra những ly rượu đi ạ. Vâng, quý vị đang được chứng kiến cặp đôi đang cùng tay trong tay, hai trái tim đang hòa cùng một nhịp để rót tràn khắp ly rượu. Màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Những giọt rượu chảy tương ứng với cung bậc cảm xúc của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại ạ.
cầm, xin mời chú Tịnh cầm hai ly rượu để nâng lên bố mẹ vợ của mình. Và xin mời cô dâu hãy cầm hai ly rượu để nâng lên bố mẹ chồng của mình đi ạ. Dạ vâng, chữ Trung thì để phần cha, chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình. Và những ly rượu Tình rượu Hiếu sẽ dâng đến hai đấng sinh thành trong ngày vui hôm nay ạ. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng rót vào ly rượu của mình thật ở đây, để cho hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể được chúc rượu toàn thể quý vị một chén không ạ. Toàn thể quý vị chị em ơi, hai vợ dâu, hai vợ dâu, hai vợ chúc mừng hạnh phúc. Áo hành bên lầu nằm chén nắp qua mẹ pin nâng hải em hâu nâng. Áo hành nắp qua mẹ nâng. Vâng, xin mời hai bên gia đình sẽ bước tới để cùng ly với nhau. Vâng, chào toàn thể quý vị thân mến, thì cũng chào rồi, rót rượu cũng rót rồi, mà trao quà thì cũng chào rồi. Nhưng mà còn một nghi thức nữa sẽ được thực hiện, quý vị có biết là nghi thức gì không ạ? Vâng, đó chính là hôn. Đúng, chính là hôn đúng không ạ quý vị ơi? Và ngay sau đây, và chú rể xin hỏi chú rể một tí là chú rể đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Xin hỏi chú rể là đã có hôn cô dâu bao nhiêu lần rồi? Chú rể khai thật nhá. Khoảng hơn 800 lần rồi. Vâng, chú rể bảo là 800 lần rồi, nhưng mà đó là mình chỉ là hôn vụng hôn trộm thôi đúng không ạ? Nhưng mà trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị thì ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy quên mặt vào nhau 45 độ 7 và 47 độ 5 đi ạ. Xin mời hai bạn ạ. Vâng, xin mời cô dâu hãy đặt tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể đi ạ. Cô dâu biết chỗ nào không ạ? Xin mời chú rể hãy đặt tay vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu nào chú rể ơi. Vâng, MC sẽ bảo rằng cô dâu chú rể đã biết hết rồi, rất là chuyên nghiệp đúng không ạ quý vị ơi? Vâng, và chúng ta sẽ cùng đếm được không ạ? Chúng tôi sẽ đếm 1, 2, 3 thì chú rể và cô dâu sẽ bắt đầu. Và toàn thể quý vị chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1 ngược lại thì sẽ dừng lại nhé chú rể nhá. Quý vị sẽ cùng đếm không? 1, 2, 3, bắt đầu! 3, 2, 1, chúc mừng hạnh phúc! Xin chào tất cả lớn như không quý vị?
thật lớn nào quý vị ơi.